Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự thành phố Bảo Lộc. Chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những nội dung chính sau đây. 40.760 học sinh thành phố Bảo Lộc dự khai giảng năm học mới 2024-2025. Hội nghị tổng kết năm học 2023-2024 và triển khai nhiệm vụ năm học 2024-2025. Phần cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài phát biểu của ông Hoàng Tuấn Anh, trưởng phòng giáo dục đào tạo thành phố, về việc triển khai nhiệm vụ năm học mới 2024-2025. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, cùng với khoảng hơn 23 triệu học sinh trên cả nước, sáng ngày 5 tháng 9, hơn 40.760 học sinh trên địa bàn thành phố Bảo Lộc đã nô nức đến trường để tham dự lễ khai giảng năm học mới 2024-2025. Dự và chung vui với giáo viên học sinh trường học có đồng chí Trần Hồng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Tôn Thiện Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Bảo Lộc, lãnh đạo các cơ quan, phòng ban, lãnh đạo các đơn vị xã phường trên địa bàn thành phố. Sau kỳ nghỉ lễ Tết Độc Lập 2 tháng 9 kéo dài 4 ngày, thầy và trò trường Trung học phổ thông Lộc Phát nô nức đến trường dự lễ khai giảng năm học mới 2024-2025. Càng khích lệ hơn khi nhà trường được tiếp đón tân Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái, tân Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc Ngô Văn Ninh tham dự lễ khai giảng. Năm học vừa qua, trường Trung học phổ thông Lộc Phát có 58 giáo viên, 956 học sinh với 24 lớp. Thực hiện đổi mới phương pháp giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh, thực hiện dạy học tích cực, tinh giản nội dung dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, tổ chức kiểm tra đánh giá học sinh theo thông tư 26 của Bộ Giáo dục Đào tạo và theo hướng dẫn của Sở Giáo dục Đào tạo Lâm Đồng, thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, nên chất lượng giáo dục toàn diện tại nhà trường tiếp tục được nâng lên. Tổng kết cuối năm, toàn trường có 4 học sinh xuất sắc, 91 học sinh giỏi, 222 học sinh tiên tiến. Tham gia các cuộc thi, hội thi do thành phố, Sở Giáo dục Đào tạo, Bộ và Quốc tế tổ chức. Trường có 19 học sinh đạt giải. Đánh giá xếp loại cuối năm học, toàn trường có 12 giáo viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tỷ lệ 20,6%. Số giáo viên còn lại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tập thể nhà trường được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Đến dự và chia vui với tập thể giáo viên học sinh trường Trung học phổ thông Lộc Phát, ông Trần Hồng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đánh hồi trống khai trường, trao 10 suất học bổng của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho các em học sinh nghèo vượt khó, có thành tích tốt trong học tập và trao 20 triệu đồng vào quỹ khuyến học của nhà trường. Năm học 2024-2025, phát huy kết quả đạt được, trường Trung học phổ thông Lộc Phát tiếp tục đổi mới dạy học và giáo dục, xây dựng trường Trung học phổ thông Lộc Phát kỹ cương, an toàn, chất lượng, sáng tạo, phát triển, chú trọng giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh, đảm bảo an toàn trường học, quan tâm học sinh dân tộc, khuyết tật, học sinh trong diện chính sách, dạy học và giáo dục hướng đến sự thay đổi của mỗi học sinh, nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh, chú trọng các kỹ năng hợp tác với trung tâm tổ chức dạy và ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý, thực hiện có chất lượng hồ sơ điện tử, tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị dạy học, đảm bảo chất lượng hoạt động giáo dục thể chất, quốc phòng an ninh, hoạt động ngoài giờ lên lớp, tiếp tục tham mưu với Sở Giáo dục Đào tạo, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc để trường được nhận bàn giao nhà văn hóa phường Lộc Phát đưa vào sử dụng. Cùng với hơn 40.700 học sinh trên toàn địa bàn thành phố Bảo Lộc, tập thể sư phạm cùng 477 học sinh trường tiểu học Lộc Sơn 2 đã chính thức bước vào năm học mới trong không khí vui tươi, phấn khởi. Đồng chí Tôn Thiện Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc đã dự và đánh hồi trống khai trường. Dự lễ khai giảng năm học mới tại trường tiểu học Lộc Sơn 2 còn có đồng chí Trương Trung Thắng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo, đại diện lãnh đạo thành phố Bảo Lộc và ban ngành đoàn thể địa phương. Mặc dù ảnh hưởng của mưa bão nhưng lễ khai giảng tại trường tiểu học Lộc Sơn 2 vẫn diễn ra trên tinh thần trang trọng, vui tươi và phấn khởi. Trong diễn văn khai giảng, Hiệu trưởng trường tiểu học Lộc Sơn 2 Trần Thị Đông cho biết, mặc dù là trường vùng ven trung tâm nhưng với sự nỗ lực của tập thể sư phạm nhà trường và các em học sinh, năm học 2023-2024 vừa qua, nhà trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Trường có một học sinh đạt giải huy chương đồng quốc tế.
huy chương bạc quốc gia toán Timo, một học sinh đạt huy chương bạc cấp quốc gia và 12 em được công nhận tiếng Anh IOE cấp quốc gia, 3 học sinh đạt huy chương đồng cấp quốc gia toán Timo và rất nhiều học sinh đạt giải các hội thi cấp tỉnh, cấp thành phố, cấp trường. Tập thể nhà trường đạt tập thể lao động xuất sắc và đang được đề nghị chủ tịch tỉnh tặng cờ thi đua. Bước vào năm học mới 2024-2025, xác định chủ đề của ngành giáo dục là đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, đoàn kết kỷ cương, cùng với lòng nhiệt huyết, sự say mê sáng tạo và bằng tất cả tình thương yêu dành cho các em học sinh. Tập thể sư phạm trường tiểu học Lộc Sơn 2 tiếp tục thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thông qua những hành động thiết thực từng ngày, từng giờ lên lớp, qua từng trang giáo án và từng bài giảng, để mỗi giờ học thực sự là một giờ vui, bổ ích cho các em học sinh. Từ đó mở ra cơ hội để mỗi em học sinh được phát triển toàn diện, năng lực, phẩm chất. Dự lễ khai giảng tại trường tiểu học Lộc Sơn 2, đồng chí Tôn Thiện Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc đã đánh hồi trống khai trường, chính thức đón chào năm học mới 2024-2025. Đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc cũng cùng đại diện các ban ngành đoàn thể tặng hoa chúc mừng thầy và trò trường tiểu học Lộc Sơn 2 nhân dịp đón chào năm học mới. Dịp này, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã trao tặng 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Đại diện các đơn vị doanh nghiệp cũng tặng nhiều học bổng, thẻ bảo hiểm y tế cho các em học sinh. Tổng các phần học bổng và thẻ bảo hiểm y tế trao tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường tiểu học Lộc Sơn 2 là trên 140 triệu đồng. Lễ khai giảng năm học 2024-2025 tại trường Trung học Phổ thông Bảo Lộc diễn ra trong không khí tươi vui, ấm áp. Năm học này, trường Trung học Phổ thông Bảo Lộc có 79 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và 1.362 học sinh, trong đó 501 học sinh lớp 10. Với bề dày truyền thống hơn 60 năm thành lập và phát triển, năm học này, trường quyết tâm tổ chức thực hiện tốt 7 nhiệm vụ trọng tâm. Nhà trường tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018 với tất cả các khối lớp 10, 11, 12, trong đó tập trung chuẩn bị tốt kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm đầu tiên theo chương trình phổ thông 2018. Thực hiện hiệu quả các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, đa dạng hóa hình thức tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp phát triển kỹ năng cho học sinh, thúc đẩy và nâng cao chất lượng giáo dục STEM, giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh sau trung học phổ thông. Chú trọng thực hiện tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đảm bảo yêu cầu triển khai chương trình phổ thông 2018, duy trì và nâng cao công tác kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 và xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2. Thực hiện hiệu quả công tác quản lý giáo dục, quản trị nhà trường, tổ chức tốt các phong trào thi đua đảm bảo dân chủ, kỷ cương, nề nếp, chất lượng và xây dựng thành công trường học hạnh phúc. Trường đặt mục tiêu triển khai thực hiện hiệu quả thiết thực chuyển đổi số trong dạy học và công tác quản lý, tập trung thực hiện chuyển đổi số trong quản lý kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, trong công tác tuyển sinh lớp 10 và tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đồng thời, tăng cường công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, kỹ năng sống, giáo dục toàn diện, trang bị cho học sinh nhiều kỹ năng mềm, kỹ năng phòng chống đuối nước, phòng chống tai nạn thương tích và kỹ năng đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong thời đại công nghệ 4.0. Hòa chung không khí, chào đón năm học mới 2024-2025 và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Sáng ngày 5 tháng 9, học sinh trường Trung học cơ sở Phan Văn Trị cũng đã tưng bừng tổ chức khai giảng năm học mới. Đồng chí Nghiêm Xuân Đức, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đã đến dự và đánh trống khai giảng chúc mừng thầy và trò trường Trung học cơ sở Phan Văn Trị, phường Lộc Phát. Năm học 2023-2024, thầy và trò trường Trung học cơ sở Phan Văn Trị đã phát huy truyền thống, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học. Chất lượng giáo dục mũi nhọn ngày càng được nâng cao, tỷ lệ học sinh xếp loại học lực khá giỏi đạt trên 65%. 100% học sinh hoàn thành chương trình trung học cơ sở được công nhận tốt nghiệp. Trường có 6 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh, 14 học sinh giỏi cấp thành phố, 19 học sinh đạt giải cuộc thi Olympic, 1 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh và 1 giáo viên giỏi cấp thành phố. Kết thúc năm học 2023-2024 vừa qua, trường được Phòng Giáo dục Đào tạo Bảo Lộc đánh giá xếp loại tốt. Bước vào năm học mới 2024-2025, trường Trung học cơ sở Phan Văn Trị có 1.379 học sinh, trong đó 394 học sinh khối lớp 6. Phát huy kết quả đạt được, nhà trường phấn đấu thực hiện tốt chủ đề năm học, đoàn kết,
nỗ lực vượt qua khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục và đào tạo, quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng trường học an toàn, thân thiện, nâng cao chất lượng đội ngũ, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường, xã hội trong việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, không để xảy ra bạo lực học đường. Phát huy hết nội lực sẽ có nhà trường, trên tinh thần là hết lòng vì học sinh thân yêu, thì nhà trường tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho tất cả các khối lớp từ lớp 6 tới lớp 9. Và cũng trong năm học này thì nhà trường tiếp tục thực hiện các cái đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh theo hướng phát triển năng lực của học sinh. Bên cạnh đó thì nhà trường cũng tăng cường chú trọng giáo dục các hoạt động ngoài giờ lớp cũng như giáo dục STEM cho học sinh theo hướng chỉ đạo của các cấp lãnh đạo và cũng của thành phố Bảo Lộc. Nhà trường cũng tăng cường các cái biện pháp thu phí không dùng tiền mặt đối với các khoản thu của nhà trường trong năm học 2023-2024 và những năm học tiếp theo. Trong không khí vui tươi của ngày khai giảng đầu năm học mới, đồng chí Nghiêm Xuân Đức, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Bảo Lộc đã dự đánh trống khai giảng năm học mới và chúc mừng những thành tích nhà trường đạt được trong năm học qua. Trong năm học mới này, trường Trung học cơ sở Phan Văn Trị chào đón 394 em học sinh khối 6. Và trong những ngày học đầu tiên ở ngôi trường mới, bạn mới, thầy cô mới, các em học sinh khối 6 đều có những bỡ ngỡ xen lẫn những cảm xúc vui tươi, đặc biệt là trong ngày khai giảng năm học. Em cảm thấy rất là vui. Em mong rằng năm học mới này em sẽ đạt được nhiều thành tích mới. Em mong em sẽ học hỏi được nhiều thứ hơn ở ngôi trường này. Sau thời gian nghỉ hè, các em học sinh lại phấn khởi đến ngôi trường thân yêu, gặp lại thầy cô, bạn bè. Các em đều hào hứng, vui vẻ và bày tỏ cảm xúc của ngày khai giảng năm học mới, cũng như gửi những lời cảm ơn tri ân đến công ơn thầy cô giáo. Hôm nay được dự lễ khai giảng, em mang trong mình một tâm hồn rất là hào hứng cho một năm học mới. Mặc dù thời tiết rất là xấu, nhưng mà thầy cô vẫn cho chúng em có một lễ khai giảng rất là trọn vẹn. Năm nay em rất biết ơn vì điều đó. Năm nay cũng là năm cuối cấp của chúng em, nên là bản thân em cũng như mấy bạn, những bạn khối 9 sẽ hứa hẹn là sẽ học hành thật quyết tâm, hứng khởi. Cảm ơn quý thầy cô đã dìu dắt chúng em trong 3 năm qua. Trong ngày khai giảng năm học mới, Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc, Ủy ban Nhân dân phường Lộc Phát cũng có những phần học bổng trao tặng các em học sinh vượt khó đạt thành tích cao trong năm học vừa qua. Đây là những phần quà động viên khích lệ tinh thần để các em tiếp tục nỗ lực trong năm học mới. Một năm học mới đã bắt đầu với sự chuẩn bị chu đáo và tâm thế chủ động, tin tưởng rằng trường Trung học cơ sở Phan Văn Trị sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành tích cao, bứt phá trong năm học 2024-2025. Tại trường Trung học cơ sở Quang Trung, lễ khai giảng năm học mới 2024-2025 được kết hợp giữa hai hình thức trực tiếp tại nhà thi đấu bóng đá và trực tuyến tại các lớp học. Đây là năm học thứ 10. Nhà trường tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo và là năm thứ 4 nhà trường thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Phát huy những kết quả đạt được trong năm học vừa qua, 1.685 học sinh trường Trung học cơ sở Quang Trung, trong đó có 405 học sinh khối lớp 6, tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, nhằm thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất của người học, cũng như đáp ứng việc xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2. Được biết, năm học 2023-2024 vừa qua, thầy và trò trường Trung học cơ sở Quang Trung đã đạt những kết quả nổi bật, chất lượng giáo dục được giữ vững, trường có 63 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp thành phố, 39 học sinh giỏi cấp tỉnh, 59 học sinh đạt giải cuộc thi Olympic tháng 3, cùng nhiều giải thưởng cao tại các cuộc thi khoa học kỹ thuật, khởi nghiệp, sáng tạo thanh thiếu niên thành phố. Trong lễ khai giảng năm học mới 2024-2025, gần 1.000 học sinh và thầy cô giáo trường tiểu học Lộc Sơn 1 cũng đã triển khai nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, nhà trường tích cực học tập nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và chất lượng giáo dục mũi nhọn, đảm bảo các tiêu chí về chất lượng đối với trường chuẩn quốc gia, thực hiện tốt công tác duy trì sĩ số, quyết tâm giữ vững kết quả phổ cập giáo dục, đẩy mạnh công tác xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, thực hiện hiệu quả các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, kỹ năng sống. Tích cực tham gia phong trào văn hóa, thể dục thể thao, đền ơn đáp nghĩa, giáo dục lòng yêu nước cho học sinh. Cùng với các nhiệm vụ trên, trường tiểu học Lộc Sơn 1 cũng phát động cho giáo viên và học sinh thực hiện tốt phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và đánh giá học sinh, thực hiện dạy học tích hợp theo chủ đề,
duy trì có hiệu quả các hội thi, ngày hội câu lạc bộ môn học, cũng như chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, khai thác sử dụng sách giáo khoa, thiết bị dạy học hiệu quả, phù hợp với thực tiễn, vận dụng linh hoạt các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, phát động tổ chức các phong trào thi đua, đổi mới sáng tạo trong quản lý dạy và học, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công tác dạy học. Năm học 2024-2025, trường tiểu học Tân Sơn có 420 học sinh. Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ của ngành, nhà trường phấn đấu duy trì thực hiện tốt các phong trào thi đua, tăng cường đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh, đa dạng hóa các hình thức tổ chức hoạt động, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, phối hợp cùng gia đình trong giáo dục học sinh, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng cải tạo cảnh quan, đạt tiêu chuẩn xanh sạch đẹp, an toàn để học sinh thêm yêu trường mến lớp. Duy trì vững chắc 5 chuẩn của trường chuẩn quốc gia mức độ 1, hướng tới trường chuẩn quốc gia mức độ 2 trong những năm tới. Được biết, năm học 2023-2024, trường tiểu học Tân Sơn duy trì sĩ số đạt 100%. Tỷ lệ hoàn thành chương trình lớp học 99,5%, tỷ lệ hoàn thành chương trình tiểu học 100%. Trường có 12 học sinh đạt giải các hội thi các cấp. Nhà trường cũng đã tổ chức thành công nhiều hoạt động rèn luyện kỹ năng, phát triển năng lực, phẩm chất và phát triển thể lực cho học sinh. Hoạt động học tập phát triển được nhà trường quan tâm toàn diện. Trong năm 100% thầy cô xếp loại tay nghề từ khá trở lên, 2 giáo viên đạt giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp thành phố. 100% cán bộ giáo viên xếp loại hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ngoài ra, 1 cán bộ có trình độ nhận bằng thạc sĩ giáo dục, 2 cán bộ quản lý và giáo viên được nhận giấy khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc. Tập thể nhà trường được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng giấy khen có nhiều hoạt động đổi mới sáng tạo. 1025 em học sinh cùng các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh trường tiểu học Trưng Vương đã vui mừng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2024-2025 và chào đón hơn 211 em học sinh vào lớp 1. Ông Phan Văn Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã đến dự lễ khai giảng năm học mới tại trường tiểu học Trưng Vương. Năm học vừa qua, với sự nỗ lực của các thầy cô giáo và các em học sinh, trường tiểu học Trưng Vương đạt được những thành tích đáng phấn khởi trong phong trào thi đua dạy và học. Có một học sinh đạt giải nhì cấp quốc gia môn tiếng Anh qua mạng, một học sinh đạt giải bạc môn toán cấp quốc gia. Trường là một trong những đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua cấp tiểu học thành phố. Trường tiếp tục giữ danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Năm học 2024-2025, thầy cô giáo trường tiểu học Trưng Vương tiếp tục nỗ lực chăm lo cho hoạt động giáo dục để tạo ra nhiều giá trị tích cực trong sự nghiệp trồng người. Trường tiếp tục phấn đấu xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, giàu tính nhân văn, hướng tới sự phát triển của nền giáo dục hiện đại. Nhà trường đề cao giáo dục kỹ năng sống, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh, tiếp tục đổi mới tổ chức dạy học và giáo dục theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh, quyết tâm phấn đấu thi đua dạy tốt, học tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Cùng với các cấp học, sáng ngày 5 tháng 9, các trường mầm non trên địa bàn thành phố Bảo Lộc đã đồng loạt khai giảng năm học mới 2024-2025. Năm học này, thành phố có gần 6.700 trẻ với khoảng 30 trường mầm non và các nhóm trẻ với chất lượng giảng dạy luôn được nâng cao cùng với sự tin tưởng và ủng hộ của quý phụ huynh. Các trường mầm non nhóm trẻ trên địa bàn luôn nỗ lực không ngừng để cải thiện, nâng cao môi trường học tập, chăm sóc trẻ em mầm non. Chào năm học mới, các cơ sở giáo dục mầm non đã đầu tư rà soát, phân loại các đồ chơi, học liệu hiện có dựa trên các yêu cầu nguyên tắc đã được đề ra. Việc lựa chọn này còn dựa trên kế hoạch thực hiện năm học, kế hoạch triển khai các chuyên đề hàng năm, cũng như thực tiễn hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Từ đó, xây dựng môi trường học đường an toàn, phòng chống tai nạn thương tích với trẻ em mầm non. Ban giám hiệu, tập thể sư phạm các trường mầm non, với mục tiêu tiếp tục đồng hành chặt chẽ với quý phụ huynh, quý thầy cô, để cùng nhau nuôi dưỡng, phát triển thật tốt những búp măng non, góp phần xây dựng một tương lai tươi sáng và vững mạnh cho đất nước. Trước đó, thì để chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới, đồng chí Tôn Thiện Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc, đã có buổi kiểm tra thực tế tại một số trường học trên địa bàn thành phố về công tác chuẩn bị năm học 2024-2025, cùng đi kiểm tra có đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố. Theo đó, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc đã tới kiểm tra một số trường học vùng ven của thành phố, như Trung học cơ sở Trần Quốc Toản, xã Đầm Ri, Tiểu học Bùi Thị Xuân, Lộc Nga và Tiểu học Lộc Sơn 2, phường Lộc Sơn. Qua công tác kiểm tra thực tế, đồng chí Tôn Thiện Đồng, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc đánh giá cao tinh thần chuẩn bị năm học mới của các trường và toàn ngành giáo dục thành phố,
đồng thời đề nghị Phòng Giáo dục Đào tạo tiếp tục đôn đốc các trường tập trung dọn dẹp vệ sinh trường lớp, đảm bảo sạch đẹp thân thiện để chuẩn bị cho lễ khai giảng, đón chào năm học mới 2024-2025. Cùng với đó, tăng cường rà soát công tác triển khai đầu tư công, bố trí điều động giáo viên hợp lý, đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất cho năm học mới 2024-2025. Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố tiếp tục tham mưu xây dựng kế hoạch cụ thể để tuyển dụng hết số biên chế được giao, huy động tối đa trẻ đến trường, học sinh lên lớp. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác, đặc biệt là công tác vệ sinh, phun xịt khử khuẩn, diệt lăng quăng, diệt mũi phòng chống sốt xuất huyết, sẵn sàng đón học sinh bước vào năm học mới. Trong đó tập trung rà soát tuyệt đối không để xảy ra tình trạng học sinh phải nghỉ học do điều kiện hoàn cảnh khó khăn. Chuẩn bị cho năm học mới 2024-2025, vừa qua Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2023-2024 và triển khai nhiệm vụ năm học mới 2024-2025. Dự hội nghị có các đồng chí Tôn Thiện Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc, đồng chí Phạm Thị Hồng Hải, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Ngô Văn Đinh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc, đại diện lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bảo Lộc và các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn. Năm học 2023-2024 với chủ đề Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Giáo dục thành phố Bảo Lộc đã khắc phục và vượt qua những khó khăn, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. Trong năm học, có hơn 600 học sinh tham gia cuộc thi Olympic tháng 3 dành cho học sinh trung học cơ sở. Kết quả có 298 em đạt giải. Đối với kỳ thi học sinh giỏi lớp 9, có 99 học sinh đạt giải cấp tỉnh, tăng 24 giải so với năm trước. Đối với cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, Bảo Lộc có 5 dự án đạt giải với 3 giải nhì và 2 giải ba. Học sinh Bảo Lộc còn đạt 1 giải nhất, 1 giải ba và 1 giải khuyến khích tại cuộc thi học sinh ý tưởng khởi nghiệp, 1 huy chương vàng và 1 huy chương bạc tại cuộc thi Olympic tin học khu vực. Đối với bậc trung học phổ thông, Bảo Lộc có 1 học sinh đạt giải nhất tại cuộc thi vô địch tin học văn phòng cấp quốc gia và được dự thi vòng chung kết thế giới năm 2024 tại Mỹ. 6 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia với 1 giải nhì, 4 giải ba và 1 giải khuyến khích, 192 học sinh giải cấp tỉnh. Cùng với đó, các em học sinh trung học phổ thông Bảo Lộc còn đạt nhiều giải cao tại các cuộc thi khoa học kỹ thuật khởi nghiệp cấp tỉnh. Đặc biệt, trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 vừa qua, thành phố Bảo Lộc đậu tỷ lệ tốt nghiệp 100%. Hội nghị cũng có những tham luận xoay quanh các chủ đề như xây dựng chương trình giáo dục mầm non, lấy trẻ làm trung tâm tại trường mẫu giáo Hoa Lư, giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh dân tộc thiểu số, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường tiểu học Bùi Thị Xuân, các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện tại trường trung học cơ sở Phan Chu Trinh. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc Ngô Văn Ninh đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành giáo dục thành phố Bảo Lộc trong năm học vừa qua. Tại hội nghị hôm nay, tôi nhấn mạnh một số cái nhiệm vụ để các đồng chí nghiên cứu, xem xét, tập trung thực hiện, chuẩn bị thật tốt các điều kiện để triển khai hiệu quả nhiệm vụ năm học mới 2024-2025. Tiếp tục thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông theo yêu cầu, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp với tinh thần trách nhiệm cao, năng lực quản lý, năng lực chuyên môn cho cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của giáo dục đào tạo trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt đã đảm bảo nâng cao chất lượng giảng dạy, việc dạy và học phải đảm bảo không ngừng đổi mới, học thật, thi thật, chất lượng thật. Thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, động viên kịp thời đánh giá, biểu dương khen thưởng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu nhằm khơi dậy nhiệt huyết, niềm tự hào về nghề nghiệp, ý nghĩa, trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo. Về phía cấp ủy đảng, chính quyền các cấp của thành phố sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trường lớp, hỗ trợ trồng cây xanh và các điều kiện cần thiết khác ở mức tốt nhất theo khả năng của thành phố. Đặc biệt là sẽ hỗ trợ cho các em học sinh không có khả năng đến trường hoặc có nguy cơ bỏ học để không có học sinh nào không đến trường. Theo đề nghị của Phòng Giáo dục và Đào tạo, thành phố đã thống nhất thí điểm học 5 ngày trên một tuần từ thứ 2 đến thứ 6 đối với các trường trung học cơ sở có đủ điều kiện và đã được đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ủng hộ. Tại hội nghị này, đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã thay mặt toàn ngành giáo dục
hưởng ứng phát động thi đua với các nhiệm vụ giải pháp rất cụ thể, căn cơ. Tôi đề nghị toàn ngành giáo dục của thành phố quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà các đồng chí giám đốc sở giáo dục và đào tạo đã hưởng ứng, quyết tâm cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Bảo Lộc của chúng ta thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm học năm 2024-2025. Dịp này, có 5 tập thể và 4 cá nhân vinh dự được Bộ Giáo dục Đào tạo trao tặng bằng khen, 10 tập thể và 141 cá nhân được Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc tặng giấy khen. Đặc biệt, Trường Trung học Cơ sở Phan Chu Trinh vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua vì đã có thành tích xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm học 2022-2023 của tỉnh Lâm Đồng. Hai tập thể là Trường Mẫu giáo Đại Lào và Tiểu học Đinh Tiên Hoàng vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì đã có thành tích trong công tác giáo dục đào tạo từ năm học 2018-2019 đến năm học 2022-2023, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin, năm học mới 2024-2025 đã chính thức bắt đầu. Năm học này, toàn thành phố Bảo Lộc có 40.760 học sinh theo học tại các cấp học. Trong đó, thì học sinh mầm non có 6.667 trẻ, tiểu học 15.067 học sinh, trung học cơ sở 12.199 học sinh và trung học phổ thông là 6.818 học sinh. Bên thềm khai giảng năm học mới, các trường học trên địa bàn Bảo Lộc đã chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, về cơ bản đã sẵn sàng cho năm học mới với nhiều kỳ vọng thành công. Về công tác chuẩn bị cho năm học mới và những nhiệm vụ trọng tâm, ông Hoàng Tuấn Anh, trưởng phòng giáo dục đào tạo thành phố, đã có những phát biểu về công tác trọng tâm. Năm học 2024-2025, toàn ngành quyết tâm triển khai thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như sau. Một là tiếp tục tham mưu thường trực thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai cụ thể hóa các quan điểm nghị quyết của Đảng, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn thành phố. Thứ hai là chỉ đạo các đơn vị trường học thực hiện đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục cho mọi đối tượng. Thứ ba là nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, trong đó tập trung triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thứ tư là phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, bảo đảm đủ số lượng và nâng cao chất lượng đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục và đào tạo. Và thứ năm là sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước và phát huy các cái nguồn lực, tiếp tục thực hiện kiên cố hóa trường lớp, xây dựng trường chuẩn quốc gia, nâng chuẩn quốc gia theo nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thành phố Bảo Lộc lần thứ 6. Thực hiện đúng quy định về các khoản thu đầu năm và trong năm học, tăng cường quản lý nhà nước theo phân cấp đối với các khoản thu theo quy định của pháp luật. Thứ sáu là tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất và y tế trường học. Thứ bảy là đẩy mạnh về chuyển đổi số, cải cách hành chính trong toàn ngành. Và thứ tám là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Thứ chín là tăng cường công tác truyền thông giáo dục. Và thứ mười là thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua trong toàn ngành. Với tinh thần quyết tâm thực hiện nhiệm vụ trọng tâm theo chủ đề năm học 2024-2025 của ngành, đó là kỷ cương trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, thì toàn ngành xác định những điểm mới cần tập trung phát huy cụ thể là: một là nâng cao chất lượng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo của đội ngũ nhà giáo nhằm phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non phổ thông giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, gắn với yêu cầu nhiệm vụ chế độ chính sách của nhà giáo tại kết luận số 91 của Bộ Chính trị và tiếp tục thực hiện nghị quyết số 29 của nghị quyết của Trung ương ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11. Thứ hai là đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính trong giáo dục và đào tạo theo đề án số 06, triển khai thí điểm và thực hiện một số phần mềm đảm bảo tính hệ thống và ứng dụng tốt trong công tác quản lý dạy học, phần mềm hoạt động trực tuyến trên môi trường mạng, cơ sở dữ liệu được quản lý tập trung, phân cấp với hệ thống báo cáo đa dạng nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý, thống kê tổng hợp. Thứ ba là tăng cường tổ chức hoạt động trải nghiệm và sinh hoạt câu lạc bộ trong các cơ sở giáo dục, đảm bảo quy trình thực hiện đúng theo quy định tại nghị định số 24 ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định về việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập. Việc thực hiện xã hội hóa đảm bảo đúng quy định theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng
nhằm góp phần hình thành và phát triển phẩm chất năng lực học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Bước vào năm học mới thì hiện tại ngành giáo dục Bảo Lộc đang có hai cái khó khăn lớn nhất, đó là một là về cái cơ sở vật chất và thiết bị. Thì một số các cái trường mà hiện tại khi mà công nhận đạt chuẩn thì nó không đạt các cái chỉ tiêu theo cái chuẩn mới, mà chủ yếu là về cơ sở vật chất. Cái khó khăn thứ hai là về công tác đội ngũ. Hiện tại thì trong toàn ngành đang, đối với các bậc học đang thiếu khoảng gần 150 cái biên chế ở các trường. Và hiện tại phòng giáo dục đang tham mưu cho Ủy ban thành phố là thực hiện công tác điều động và tuyển dụng để đáp ứng được cái số lượng giáo viên cho cái năm học mới. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.